Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ một cái dòng sản phẩm mà có một vị khách ở Hải Phòng đặt. Đó là cây đàn nhị đôn hoàng, chất liệu gỗ cẩm. Vâng, đây. Đây là chiếc bao của nó, rất là cứng cáp và chắc chắn. Màu màu ghi nhá. Màu ghi. Bắt đầu tôi xin đập hộp nó vào bên trong. Bên trong thì gồm có dây sơ cua, hai dây mang thương hiệu Đôn Hoàng. Rất đẹp. Là một quyển sách học dành cho những người biết tiếng Trung. À, nó cũng không phải sách học đâu mà nó là sách kiểu dạng như kiểu nghiên cứu cái gì đấy. À, kiểu giới thiệu về thương hiệu đàn hay là cái gì đó mình không biết tiếng Trung nên là mình lúc nào mình phải nhờ bạn thân của mình giỏi tiếng Trung dịch. Tiếp theo nó là một cái đấy. Bên trong thì gồm có cái nhựa thông, đây là cái nhựa thông này và ngựa đàn này, nó cũng là những cái vật dụng cần thiết thôi. Còn đây là cái quai để ai thích lắp vào đeo, đi đâu mình đi du lịch hay là mình đi biểu diễn mình đeo cái này vào cho nó tiện. Đấy, như thế thôi, đấy là những cái phụ kiện. Còn đây là cái cây đàn. Nó là gỗ cẩm hương nhá. Da chăn. Đàn của Trung Hoa thì 100% là da chăn. Còn đây là cái logo, à cái kiểu như kiểu là cái tên gọi giống như biển số xe ấy. Thì đây là biển số của đàn nhị nhá. Còn đây là logo này. Logo mang thương hiệu Đôn Hoàng à. Đấy. Đây cũng logo mang thương hiệu Đôn Hoàng này. Rất đẹp. Mình rất thích cái logo này. Giống như kiểu là các bạn nào, các đại gia, à cũng không phải hẳn là đại gia mà các bạn nào mà mà kiểu điều kiện cũng tốt tốt hay đi xe Mercedes ấy thì nó cũng dạng dạng như thế. Cái logo này nó cũng giá trị như kiểu cái logo của Mercedes kiểu kiểu thế. Còn đây là mình đã dán sẵn nốt cho cái vị khách này của mình rồi, bởi vì là cái vị khách này ấy thì họ chưa biết chơi, bắt đầu mới tập chơi thôi nên là họ phải bắt buộc phải dán cái nốt này vào thì nó mới nhanh được, chứ không người không biết gì ấy, mò nó còn khướt. Và cái nguyên bản của cái cây đàn ấy là không được lắp sẵn đâu. Tôi phải về tôi lắp ra. Chứ tự nhiên nó không không có sẵn vào như thế này đâu. Đấy. Tôi phải bôi nhựa thông này xong tôi lắp ngựa, tôi lắp cái này vào xong rồi tôi còn phải vặn lên dây, lấy máy đo lên dây chuẩn xác. Chứ không phải là cứ cứ nhiều người cứ đặt trên mạng cứ thế về mà chơi được đâu. Nó dễ như thế thì ai mà trở thành nghệ sĩ. Đấy, còn cái này nữa, đấy những cái tem nhãn chống hàng giả, hàng nhái đấy thôi. Quét mã QR. Rồi, bây giờ thì tôi CD và âm thanh của nó nói nhiều làm gì? Khi mà cứ thương hiệu nọ, thương hiệu kia mà lúc phát âm ra chả ra gì thì cũng không giải quyết vấn đề gì đúng không các bạn? Còn tôi thì cũng chỉ đánh một cách khách quan thôi, còn các bạn tự lắng nghe là chính. Thử các quãng của nó xem như thế nào. Tôi
không phải là khen nó nhưng mà cảm giác đánh sướng tay lắm. Hay hay thật chứ không phải hay đùa đâu, cây này đi biểu diễn thoải mái rồi. Rồi mấy bài tác phẩm lớn của nó đấy.
Vâng, thời lượng của chương trình thì cũng đã quá là dài rồi. Thì đấy, cũng chỉ bấy nhiêu bài đấy thôi, là nếu mà các bạn nghe các bạn cũng đủ hiểu được là nó như thế nào rồi, chứ mình không cần phải đánh nhiều thêm hơn nữa. Thì chúc các bạn lựa chọn được cái sản phẩm ưng ý cho mình. Xin chào các bạn.